Chín rồi xong nha, dọn ra nha. Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay mình làm bò nướng lá lốt. Đi hái lá lốt nè các bạn. Ha. Lá lốt quá trời lá lốt mà. Giờ nó dài dài cái nè. Nó mọc tự mọc lên đó. Mưa này nó non dữ lắm. Quá trời lá lốt luôn. Mình hái mới lá cách, mình gói bỏ lá lốt nè. Cái này xả nhiều, mình thích ăn xả nhiều ớt xả, người nào không thích xả thì ớt hết chút không được, tùy ý thức mọi người thôi. Tiêu, sa tế, sa tế mình làm rồi, sa tế nhiều không? Hai. Tương ớt. Chút nước mắm. Nước mắm. Ok. Một tí muối nha. Làm muối muối vô. Mình lấy ớt, muối ớt thôi, mình hấp ớt nước mắm nhiều. Muối ngổ nhiều. Cho một chút thôi, vừa quá nó bị nhẫn. Giờ mình chọn phần nửa thịt bò, nửa thịt heo này các bạn. Thịt nó mới ngon nha. Cái thịt bò phân thì nó lâu mới ngon. Rồi, còn mình cho vô mình lấy ngon mát nha. Rồi, mình ốp rồi, nó mơ giờ, bây giờ mình gói nha. Bò gói lá lốt. Hai gấu rau nè. Lá cắp với lá lốt. Bò.
lốt nó xanh dần rồi đốt lửa mình nướng lá lốt, bò lá lốt nha. Rồi mình nướng nha. Nướng bò. Rồi chín rồi nha, mẹ đang gấp ra nha. Rồi nước mẻ thứ hai, ớt luôn. Chiều nay cũng làm bò lá lốt xong rồi, mời cả nhà ăn với mình nha. Bò nướng lá lốt. Gấu bên tay kìa. Lá lốt ngoài vườn á, trời mưa lá quá trời. Chấm tương ớt nè.
mưa tới. Mưa. Mưa tới. Đang ăn mà trời mưa rồi cả nhà ơi. Mưa quá trời. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào cả nhà, hẹn gặp lại. Chào.